diễn viên với vai trò là một cái KOL, một người mẫu. Và ngày hôm nay thì An xuất hiện ở đây, anh rất là bất ngờ bởi vì là An tiếp tục phát triển và đến thành phố Hồ Chí Minh để phát triển cái con đường này. Lý do vì sao bây giờ em lại tiếp tục, anh thấy một thời gian dài em biến mất và bây giờ em quay trở lại, lý do vì sao rồi? Sau khi tham gia mùa Aquafina Việt Nam International Fashion Week được mùa rồi thì em cảm thấy là em rất là nhớ sàn catwalk và em vẫn còn cái ngọn lửa đam mê ở trong mình, nên là em vẫn muốn hết sức mình đến khi nào mà được thì thôi ạ. Lý do vì sao mà lúc trước anh nhớ là trong những hình của anh đã nhớ là từ rất lâu rồi em đã là một người mẫu cho là đã có một cái vị trí khi mà bạn ở Hà Nội rồi. Mà tại sao em lại thích dừng và bây giờ em lại quay trở lại? Thực ra thì dừng chắc là do mấy cái chuyện cá nhân. Còn em nếu mà dừng hẳn thì em cũng chưa bao giờ em dừng hẳn ạ. Chỉ là chắc là không gặp may mắn lắm ạ. Nên là bây giờ là em muốn là tập trung và em lớn hơn rồi. Em suy nghĩ chững chạc hơn rồi. Nên là em mới nghĩ là nên tập trung hết sức vào công việc này. Em ơi, đối với một cái vẻ đẹp của em đó, thì em có thể đi ngoại giao và một phương diện là đôi giày được. Khi mà em mượn đôi giày xong, em quay lại, chị trả lại cái mắt kính với em và chị sẽ chọn em. Tại vì á, chị với em cũng kiểu như là cũng quen biết nhau từ trước, nhưng mà càng quen biết thì mình càng phải rõ ràng minh bạch. Và chị không thể nào mà để cho một người con gái mà đi casting thì bọn nữ, đặc biệt bọn nữ mà đi casting mà không mang giày cao gót mà chị sẽ yes á. Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đạo đức nghề nghiệp của chị. Cái thứ hai là các bạn khác nhìn vào thì sẽ kiểu là chắc là bạn này đẹp, bạn này đẹp, bạn kia, cho nên là đó, đã làm mẫu rồi nên là được chấp trước, không thể nào như vậy được. Đó, thử thách của em ngày hôm nay là em đi giày, em quay lại, đó chính trả cho em. Và em biến hình một cách xuất sắc. Bởi vì anh có lời khuyên cuối cùng dành cho An thôi, chắc cũng chả anh đâu. Tuấn Anh có lời khuyên dành cho An. Bởi vì lúc trước á, bản thân mình là một trong những người follow An khá là nhiều. Câu chuyện của An mình cũng biết luôn. Nhưng mà mình cũng thấy là, tất nhiên là ngày hôm nay gặp An đây mình rất là bất ngờ. Và mình cũng thấy là An đã trưởng thành và thay đổi rất là nhiều. Và minh chứng là điều đó là bạn đã chịu khó đến những cửa casting như thế này, đến những cái cầu nối như thế này. Và mình nghĩ là nếu như An mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thì An sẽ, nếu An nghiêm túc, An có thể rất thành công trong tương lai. Bởi vì với kinh nghiệm là một trong những người đã đi casting rất nhiều chương trình rồi, thì gương mặt này, hình thể này và chiều cao này rất phù hợp với trở thành một mẫu chuyên nghiệp và work trên rất nhiều sàn diễn. Nhưng tất cả nằm ở bạn đấy. Nếu như bạn tập trung vào công việc, bạn quyết định yêu thích cái công việc này và nghiêm túc với nó, thì một ngày An sẽ rất là thành công trong công việc này. Và bây giờ thì tôi nghĩ là một thử thách mà cũng không khó cho An đâu. Làm thế nào để biến mình trở nên người mẫu nhất bởi vì mình đang casting cho Aquafina Việt Nam International Fashion Week mà. Đây là một chương trình một tuần lễ thời trang về người mẫu, thì chúng tôi cần những người mẫu chuyên nghiệp. Và đó là điều chúng tôi cần An biến đổi ngay bây giờ. Đồng ý không? Dạ, em đồng ý ạ. Ok, cho 5 phút nhá. Rồi mình biến hình rồi mình sẽ quay trở lại đây. Cảm ơn. Rồi, xin mời âm nhạc. Anh Sơn ạ. Tôi bắt đầu 13 năm. Và một điều nữa, trước khi mà mình tặng thời chia tay nhau trong buổi này với 5 tấm bảng CES, thì anh cũng muốn gửi lời tới An một chia sẻ cuối cùng thôi. An hãy tìm những chương trình truyền hình thực tế, những cầu nối gần hơn với người mẫu, bởi vì nếu em tới với những môi trường như vậy, em rất có thể nhanh chóng trở thành một trong những người nổi tiếng
trong công việc của người mẫu. Anh chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Và anh quyết tâm vào đi đến cùng, giống như lúc trước em đã làm với công việc này. Em cảm ơn anh ạ, quyết tâm ạ. Em cảm ơn anh chị ạ. Rồi, âm nhạc ạ. Cảm ơn một mặt âm, mời một bộ.